anh chơi ạ? Cả chăm chỉ thế. Bu đâu em? Bu em đang nằm nghỉ trong nhà. Anh làm cái gì đấy? Anh xin phép Bu rồi. Thật không? Hỏi Bu mà xem. Bu ơi! Bu! Gì đây? Anh Mùi anh xin một ôm. Cho nó. Thấy chưa? Cải đây à? Anh Mùi. Cải đang quấy gì đấy? Em quấy Thương ạ. Cải chăm chỉ quá. Bu đâu em? Bu em đang nằm trong nhà. Anh làm gì đấy? Bu nhìn thấy Bu mắng cho thì sao? Anh xin Bu rồi. Thật không? Em hỏi Bu mà xem. Bu ơi! Bu! Ơi! Anh Cải anh xin một nắm ạ. Cho anh ấy. Thấy chưa?